Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì buổi chiều tối em cũng lên clip này là clip thứ tư anh em. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Qua số điện thoại có ghi chú Hoàng Tiêu đây. Thì anh em lưu ý là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn anh em nào nhận hàng thanh toán thì chịu phí giùm em ha. Còn anh em nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship. Còn nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em. Rồi, thì đầu tiên là một cái combo đục nữa này ha. Đó, bộ này em bán giá 200 ngàn anh em. Đó, thì gồm mấy mũi này ha. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mũi ha. Đó, mũi này bự không à nghe anh em. Rất là nặng ha. 7 mũi ha. Rồi, mã số 1, 200 ngàn ha. Tiếp theo mã số 2. Đó, hai cái găng xế nha anh em. Em bán giá 120 ngàn ha. Đó, thích hợp về cho anh em mình mấy anh em ghiền dao á. Ghiền dao ha. Thích hợp anh em cái này thép ha. Lấy về ghiền dao. Rồi, hai cái bán giá 120 ngàn nha anh em. Đó, mã số 220 ha. Mã số 220. Rồi, tiếp theo mã số 3 nè. Đó, mã số 3 gồm ba cái mũi và mũi khoan ha. Đó. Ba mũi khoan của máy 17 ly nha anh em. Đó, hai mũi đục. Đó, đục ngắn nha. Mũi này mũi đục ngắn nha. Đó. Còn mũi này mũi đục dài. Mũi này 42, 43, dài 42, 43 lận. Đó. Rồi, ngoại ơi, mũi này mũi khoan đục ha. Dài 50, nó có hợp kim anh em. Rồi, mã số 3. Đó, bán giá 200 ha. Mã số 3, 200.